Xin chào cô chú anh chị nha, anh Sôn đang chia sẻ về những cái bức hình mà khán giả xin á. Thì để tới đó mình tính tiếp. Còn nếu mà mình không được có một là lên đó, hai là về phòng của ba. Phòng của ba là muốn để cái phòng trưng bày tất cả những hình ảnh trên nhà. Thì bữa hình mà hôm đám tang mà khán giả tặng á thì giờ cũng để trên phòng ba mà. Không có cho. Anh Châu ơi, thì rất là đông khán giả muốn xin hình của cậu. Thì theo ý gia đình như thế nào? Em nói một là lên mạng lấy đi rửa giùm gia đình. Hai là liên hệ với những người trong gia đình nè, gửi cái file cho đi rửa. Em cũng gửi nhiều khán giả giống vậy rồi. Thì comment vô á, khán giả nói là gia đình, ví dụ như bây giờ gửi ảnh ra, ví dụ như gửi tấm ảnh nhỏ nhỏ vậy đó, ai cần thì cho. Còn cái những cái di ảnh này là do khán giả tặng. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cũng không muốn là cho tặng cho người khác. Dạ đúng rồi. Dạ, anh cũng thấy ý kiến đó đồng quan điểm đúng dạ, không? Đúng rồi. Ai khán giả nào cần thì nhắn cho em hoặc những ai trong gia đình đó, rồi em gửi file đi ra tiệm rửa thôi chứ đâu có gì đâu. Còn khán giả nào tự ý lấy là mình giữ lại. Dạ giữ lại. Như em thì như cái ý của anh là theo như là em cũng giống anh, tại vì nếu mà một khán giả xin thì có rất nhiều. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái này là của khán giả đem lên đây để cái hoa viên này nó khang trang chứ đâu phải lên rồi lấy hết rồi ở đây còn. Nếu ai lấy thì ai cũng lấy được. Nếu dạ đúng cho rồi. Một người rồi á thì khán xin không cho là không được. Dạ đúng rồi. Tại nó có nhiều cái rất khó đó. Dạ. Nên là tốt nhất là nằm mạng không mới là xin cái file của anh đi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cho một người khác xin cái không cho thì bắt đầu lại họ nói này nói kia cũng rồi. Dạ thả không cho rồi. Có gì mấy anh giữ lại dùm. Dạ. Rồi lại họ. Họ muốn xin hình anh thì sao? Trời. Về. Bị sốt nhìn lên hết sốt. Đầy trên mạng. Rồi sẵn qua đây anh Sôn cũng chia sẻ về cái lỗ âm dương anh Sôn. Lỗ âm dương của mộ cậu đó thì anh cũng chia sẻ cho khán giả biết là nhiều người là kêu là phải lấy cát lắp comment trên kênh đó anh. Em liên hệ từ bữa mà lắp cái bạc này nè. Mà bữa có anh đó à. Ông nói để chút cái đội mà này xuống họ làm, tới nay họ chưa làm nữa. Hồi nãy em đi vòng vòng mà hôm nay không làm việc anh. Đúng rồi, cái kho, đúng rồi, mình chở xuống mình làm cho mau, dưới sẵn bấy ngang nó khui này ra nè, mình đem vô làm gì vậy? Đang khui lỗ âm dương dưới rồi mọi người ơi. Mà hôm nay kho đóng cửa rồi, không có chở cát được. Để hôm sau. Xui ghê kìa. Đó bữa mới thục là rất là sâu luôn à. Đó, tôi quay bán trực tiếp luôn rồi, gian luôn mọi người, quay trực tiếp cho mọi người xem ha. Ôi Ngọc lụm cái xi măng lên. Quay không thấy phải không? Quay lại đi rồi. Không, em không nói anh, em không nói anh nha, em không nói anh. Thì bây giờ á là chị Kim Nga với lại chị bé Ngọc đang dọn ra là cái lỗ âm dương, thì có khả năng là hôm nay không làm việc là mai lắp nha mọi người. Mọi người cũng yên tâm nha. Đó, cái phần đó anh Sô cũng nói rồi, là với lại cái phần thứ hai là di ảnh á, hiện tại bây giờ là không có cho ai được hết, tại vì đây là tình cảm của người hâm mộ cho tất cả bà con cô bác cho, thì không có thể cho được, tặng bây giờ cũng không có ai có thẩm quyền cho luôn, đại khái là đúng vậy rồi, đó tại do của cô bán vé số á, mà xin cái là cổ tiết đó. Đúng rồi, dành tiền đó anh. Đúng rồi, bán vé số dành tiền. Em nói cái này đâu phải tài sản của gia đình, đâu phải của riêng, đâu của khán giả, mà mình đâu có quyền quyết định. Cái tấm ảnh của cô bán vé số thì thấy thương khổ ghê luôn á. Bởi vậy mọi người coi là mọi người cũng đừng có xin nữa, cái đó là làm khó cho gia đình thôi. Thì nếu mà muốn di ảnh của chú á thì có khả năng là liên hệ với anh Sô hoặc gia đình gửi những cái file gốc qua lấy file gốc ra đi chữa đó. Tấm nào em? Tấm cô bán số à. Tấm cô bán số đẹp đó. Rồi tấm nó xuất sắc luôn á trời. Cái cô mà bữa đi xe ba bánh. Không phải phải. Có cái bà cô bán giấy số mà đeo vàng dữ lắm. Mà thấy bà thích ghê á, chắc cậu độ cho bà bán giấy số vàng nhiều rồi, rồi bắt đầu bà mới rửa hình ra. Thì cái tấm màu đen đen đó bên đó mọi người, là tấm đó là rất là tươi luôn, cậu như mỉm cười nhưng mà toát lên một cái vẻ rất là tươi đẹp. Xuất sắc là tấm đó là giờ lên mạng lấy hình nhiều mà đi rửa mau mà có gì đâu mà lấy trên đây. Mình
là đi lên mạng lấy rồi. Sao mà lên mạng mình search anh show ra không thấy hình anh show đó. Có, hình anh show chân đầu luôn. Chân đầu. Search hoài luôn, kiếm hình anh show thôi. À, sau hình anh show là tới phía sau là hình cậu Thành. Cậu Thành thì anh có biết là cậu Thành tiền nào về ở bên nước ngoài không anh? Chắc sau trăm ngày quá. Sau trăm ngày. Sao anh không quan tâm cậu chứ vậy? Trời ơi, cậu bệnh mà, nghĩ sao vậy? Cậu là cậu của con. Cậu của con mà cậu bệnh anh không biết. Ờ, không biết thiệt luôn, tại hôm qua thấy cậu còn live stream lên buổi tối mà ta. Sao sáng là phát bệnh sớm vậy sao? Chắc cậu buồn dữ lắm á mọi người. Cậu buồn. Yếu anh đó, không ngày không ra. Xíu anh. Hiện tại bây giờ nói vui thôi nha mọi người, nói đừng có comment nói hơn chừng thế này thế kia nha. Bây giờ anh show là theo gì là thay thế cậu Thành á. Em biết nói gì đâu. Anh show anh cho em hỏi thôi. Ví dụ như khán giả nhiều khi là bông nó héo nhiều quá, người làm xuống dọn không kịp á, mà khán giả muốn dọn giống như chị Nga vậy nè, lấy hết bông ra cái mình dọn dọn lại cho nó sạch thì mình có nên có làm được không anh show? Khu vực này của Nga quản lý em biết. Có gì được không chị? Được đúng không chị? Dạ, tại nhiều nhiều khán giả nó là sợ động cái mộ của cậu á nên không dám. Có nhiều khán giả là thấy ở trong nó bị bông nó héo á, nhiều quá muốn dọn ra cái mình hút rác ở trong đó. Không phải đó, khán giả làm rồi đó là làm được mà. Đúng rồi. Không có, nhưng mà làm nhỏ nhỏ thôi chứ làm bự giống vậy là ai dám làm. Thương á mà người nào cũng lên tùm lum. Dạ. Dù thiệt là héo này kia là... Dạ. Anh sợ là người nào cũng thương mà người nào cũng lên dọn cái nó tày quậy. Đúng rồi, dọn sơ sơ thôi chứ dọn kỹ là phải gia đình. Mình sơ sơ ở ngoài thấy ha. Dọn thấy cái nào héo thiệt héo. Dạ. Mình ra là không làm mãi rồi. Tại vì em thấy cũng có nhiều cô, nhiều chú, nhiều chị á, thương cậu á. Có cái chị nào bữa hổm em lên em gặp hai lần rồi đó, chị dọn sạch bon luôn á, thấy thương cái lắm. Chị buổi sáng mặc đồ trắng dạ, không? Đồ trắng với chị mặc đồ đen mà ngồi lên dốc lên đây nè. Áo đen á. Đúng rồi, áo đen á. Thấy thương lắm, chị dọn sạch sẽ luôn. Có là cắm chạy anh á. Có không ta? Có, cắm chạy là cắm chạy anh. Như cái chị đó anh có lời anh cảm ơn. Dạ đúng đúng, lúc mà chị ngồi bên đây nè. Anh nói cảm ơn, đúng rồi, đúng rồi. Chị dọn là sạch bon mà dọn chạy luôn. Buổi tối đó anh. Anh không nhớ luôn. Nhưng mà chị cũng không động vô nhiều đâu, chị chỉ dọn đúng sơ rồi. Bên ngoài thôi, chị cũng biết. Cái bữa sáng đó anh tới thắp nhang gặp em với gặp chị đó là đúng đầu tiên đó, nói chị đó. Cảm ơn, cảm ơn chị. Dạ đúng rồi. Em cũng không biết tên chị đó tên gì, cứ gọi chị áo đen thôi. Mấy giả dọn thì mình cảm ơn, nhưng mà mình sợ nhiều người dọn quá nó mỗi người mỗi ý. Đúng rồi, mỗi người mỗi ý lên cái nó tội. À. Nó không đẹp nữa, ra tài quầy nữa. Sao vậy? Dạ. Rồi giờ cặp nhật cho mọi người thấy là dọn ra rồi đó, thì ngày mai có khả năng là bỏ cát nha mọi người. Lỗ phía dưới là rất là sâu nha, hiện tại giờ nhìn thấy là rất là sâu nha mọi người. Ở trên thì dọn hoa ra để sẵn sàng là bơm thêm cát vô, bỏ cát vô. Chưa có ấy hoa nữa quý chị ơi. À sao? Chưa có dọn hoa lại nữa. Dọn đi, dọn hoa. Giờ dọn hoa từ từ hả? Dạ. Đúng rồi, phải dọn anh em. Đúng rồi, bây giờ anh em mình một tay một chân dọn hoa đi. Rồi để coi giờ này là mấy giờ. Nó 5:30 rồi kìa. 5:30 rồi, rồi hôm nay thời gian nó coi như là nó cho đi nhanh quá. Thì bây giờ bắt đầu dọn hoa. Đó, anh Sô anh cũng coi hoa. Hoa nào dọn vô. Hết giờ thì dọn hoa trước cái đã, bây giờ phải dọn hoa. Đó, dọn hoa ra. À, chào cô chú anh chị nha. Dọn hoa ra từ từ đi cô chú anh chị ơi. À, phụ tay chân với lại mấy anh chị ha. Đó, dọn hoa ăn đồ. Dọn dẹp qua từ từ. Đó, trên bàn là để hoa nha cô chú. Chị lát hồi tí xíu nữa hơn chừng làm kỹ hơn. Còn bây giờ tại vì một tay thôi, cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Đó, dọn bông dọn hoa vô nè mọi người ơi.
Cái bức hình này là đẹp nhất nè, à, theo đánh giá của tất cả mọi người chứ không phải riêng mình Hân Trần. Bức ảnh này rất là đẹp. Đó, bức ảnh này rất là đẹp. Ủa, để đó luôn đi. Ờ, để mấy hình ập. Trời ơi, xem tí xíu đụng chị bé Ngọc rồi mọi người ơi. Ờ, cũng xin lỗi chị bé Ngọc nha. Này để. Rồi phía bên trong là cập nhật cho mọi người luôn. Giờ này có lỗ nhìn thấy bự ghê ha. Dọn ra mới thấy, nhìn thấy cái lỗ nó quá bự. Bữa mà khi mà hạ nguyệt xong đổ bê tông phía trên thì thấy cái lỗ nó rất là nhỏ luôn. Cát ở phía trên hôm nay nhìn nó rất là bự cô chú anh chị ơi. Đó hồi sau khi sắp bông này không chừng sẽ dẹp bớt vô nữa. Nó bị vướng hay sao vậy? À không phải. À, nó bị vướng gì á. Này có anh Xô, chị Kim Nga vô lên dọn bông là rất là nhìn nó bắt đầu nó đẹp là hành lại rồi đó. Có dọn vô nó mới đẹp mọi người ơi, chứ nhiều khi nó để nó lùm xùm nó không đẹp bằng khi dọn đâu. Có ông thuốc không? Xin anh năm đứa thuốc. Có chậu thuốc không? Nhìn đẹp ghê luôn. Tròn gối luôn. Có thuốc không? Xin anh năm đứa thuốc. Tròn gối luôn. À, mấy cái này thì sao ta? Một gối nếu vậy cha. Dọn vậy thôi chùm bông được rồi. Nếu xưa rồi. Ôi, nếu xưa rồi. Mấy bông lan nè thì sau khi mà dọn dẹp chổng rồi kinh lan vô mọi người. Rồi, có bà ngoại dọn nữa, con cảm ơn bà ngoại. Ngoại năm nay nhiêu bà ngoại? Ngoại 74 rồi. 74 rồi hả? 71. 71 rồi, cũng dọn bông dọn hoa cho cậu Năm nè. Cậu Năm. Cậu Năm. Đó. Sắp xếp lại bông nào hư rồi bỏ. Đây còn hai chậu này chưa ginh nè mọi người. À, hôm nay giờ này 5 giờ mấy rồi mà khán giả vẫn còn rất là đông. Rất đông cô chú anh chị ơi. Đứa bông chưa hoa rồi. Ở phía trong rồi cũng đang dọn dẹp rồi. Chưa kỳ không phối à. Đâu. Đâu. Tâu. Gần 6 giờ bảo vệ chuẩn bị lưỡi ra đó. Sao nữa ta? Hân Trần quan sát được chị Ngọc chị cũng đổ mồ hôi rồi, chị Kim Nga cũng đổ mồ hôi rồi. Cái này nét đẹp lao động nhưng mà rất là tình cảm luôn. Ai làm mà cũng hăng hái đổ mồ hôi hết nhưng mà rất là phấn khởi mọi người. Được dọn bông mộ cho cậu rất là phấn khởi luôn. Ở phía bên ngoài là bà con cô bác cũng đang xin lộc nè. Đó, xin lộc luôn. Dạ, đúng rồi, xin lộc đúng rồi, có anh Năm rồi, xin lộc đúng rồi, anh Năm số 1. Rồi Năm mới lấy lộc được. Đúng rồi. Rồi anh chị nào cũng xin lộc vô xin. Rồi, xin lộc luôn. Lấy nguyên bánh đĩa này nè, có lộc luôn đó. Không, lớn hơn. Lộc bự luôn á. Xin trái bom. Biết trái bom, có tiền phải bom thì mạnh đó, dầm vào. Cả lương. Ok nhất. Ui, bom là nổ dữ lắm á. Bom nổ ghê lắm à. Chứ mà. Vậy là cô bác. Dạ.
đó, vừa vui vẻ mà vừa có lộc nữa. Rồi thì rồi cảm ơn anh. Phía bên này anh đang dọn nè, anh xô anh đang dọn nè, cho ra ngoài nè mọi người ơi. Anh xô cũng đổ hết mồ hôi rồi, chị Kim Nga cũng đổ mồ hôi hết luôn rồi. Rồi lát hồi Hương Trần dẫn ba người đi ăn, nếu mà chạy xe không ra chung quán nào Hương Trần đãi không có sao hết á, anh em là vậy. Vinh hạnh được đãi chị Nga, Hương Trần vinh hạnh được đãi chị Nga. Anh xô đổ mồ hôi hết rồi, chị Nga cũng đổ mồ hôi, chị Ngọc cũng đổ mồ hôi, cô cũng đổ mồ hôi. Nhang thì cũng đem vô trong này cô chú anh chị, để cho nó đừng có ướt, ướt rồi mai không có thắp được. Sửa lại thế nào mai cũng đẹp rồi cô chú anh chị. Trong quá trình sửa, trong quá trình gì đó thì cũng có nhiều sơ sót, thì mong cô chú anh chị hỷ xã bỏ qua. Ví dụ như làm cái gì nó cũng phải có sơ sót, cô chú anh chị ơi, thì mình sơ sót cái mình rút kinh nghiệm, cái là lần sau mình làm tốt hơn. Rồi. Cái này là anh Xô làm theo chỉ đạo của chị Kim Nga và chị Ngọc đó, anh Xô chỉ là đứng ra thì kêu làm gì làm đó. Đó, làm không vừa ý là phải làm tới. Ê, rồi thấy chưa, đang cày ngã rồi, không có bể cô chú anh chị ơi, mừng quá. Để quăng gốc đi, làm xong rồi là vô. Yeah.